tu, trước đây mình nghĩ mình tu để mà mình đạt được cái này cái nọ. Thì hôm nay chúng tôi cho quý vị thêm một cái nhìn mới, là tu không phải để được một cái gì, mà tu để bỏ được cái gì. Hiểu chưa? À, hôm nay là cái giá trị, tức là chúng ta tu không phải để đạt được một cái gì, mà là chúng ta tu để bỏ được cái gì. Đó là cái món quà thứ nhất. Vỗ tay. À. Bây giờ nhận quà, đọc cho chúng tôi nghe. Tu không phải để được một cái gì, mà là bỏ được cái gì. Đó, mình bây giờ phải bỏ được cái gì, chứ không phải là đó mình nói tu thành tiên, thành Phật, thành thánh, thành thần rồi không có. Bây giờ mình phải, cái đó thì cái kết quả hiểu theo góc độ khác, nhưng mà hôm nay mình bây giờ là hiểu theo góc độ khác. Tại vì sao quý vị biết không? Mình bây giờ phải bỏ bớt nhiều quá. Trong đầu của mình nó chất chứa nhiều quá mà không bỏ bớt á nghe. Quý vị biết không, cái máy vi tính đó, nó có cái đầu gọi là đầu CPU. À, cái đầu đó để mà nó dung chứa những cái dữ liệu. Nhưng mà cái dung lượng của một cái máy CPU nó cũng có giới hạn. Bao nhiêu ghi đó, mà mình giờ mình chứa quá nhiều, nó quá tải, thì cái máy nó nặng nề, nó chạy không nổi. Thì mình phải xóa bớt đi, mình phải bỏ bớt đi, delete bớt đi, cancel bớt đi, thì cho cái máy nó nhẹ nhàng nó mới chạy. Mình bây giờ là thuộc cái dạng cái máy nó quá tải rồi. Tuổi này là quá tải rồi. Mấy cái đứa nhỏ nhỏ thì nó còn ít, còn mình bây giờ trong đầu mình chất chứa nhiều lắm rồi. Phải xóa bớt đi, phải bỏ bớt đi. Đó. Như vậy thì cái món quà thứ nhất của chúng ta là tu để bỏ bớt đi. Cái tựa đề, cái câu đó là như này: đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ, chữ buông. Chữ gì đây, mới nói chữ gì vậy? Thấy chưa, không bỏ đầy hết rồi. Cái CPU này bây giờ nó vô không có vô được chữ nào hết, để vô tới đó rồi mà nó còn dội ra, nó đầy quá rồi. Đọc theo: đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông, mà làm hoài không xong. Không sao, cái đó không phải nói, cái đó là cái rìa. Cái rìa thôi, mình học cái câu kia thôi. Mình làm hoài không xong là mình đó, mình đó. Bởi vì nếu không buông thì nó nặng nề, nó nặng nề lắm. Quý vị nghĩ nghĩ coi, bây giờ trên người mình gánh vác nhiều quá, mình không bỏ xuống bớt, rồi mình cái than nặng mà cái gì mình cũng ôm đờm gánh hết. Mình là thuộc dạng cái gì biết không, là cái gì cũng gom vô hết á mà không chịu bỏ ra. Phải bỏ bớt, tu để bỏ bớt. Mà trong đó cụ thể nhất là gì? Bớt những cái tham sân si, những cái mạn nghi ngã chấp, bỏ bớt cái đó. Vì sao? Vì mình có hai cái tâm mà nó dày vò mình, nó làm cho mình đau khổ. Đó là cái tâm ganh tị và bỏng sẻn. Thế nào là tâm ganh tị? Thường định nghĩa cái tâm ganh tị là mình ganh đua với người khác, mình sợ người ta hơn mình, mình muốn hơn người ta. Tối ngày mình cứ hơn thua, tranh giành hơn thua về mọi mặt, vật chất cũng như tinh thần. Thì cái tâm này làm cho mình khổ dữ lắm. Mình cứ tranh đua rồi moi móc rồi hơn thua rồi đúng sai, tối ngày mình cứ bàn. Mà trần gian này thì nó tạm, ai đến là cũng đi hết, giống như sân ga ở cái đường ray vậy đó. Trần gian là chỗ tạm nương mà, cũng như quán trọ ở ven đường vậy đó. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chỗ diễn phương. Có ai ở đây ngàn năm đâu, mà không hiểu vì sao mà cứ tranh giành hoài. Trần gian cõi tạm có gì đâu, móc móc môi môi để khổ sầu.
chuyện đúng chuyện sai thường bình luận, làm hay làm dở dễ câu mâu, hay hay dở dở lo đau não, mà đúng đúng sai sai nghĩ nhức đầu. Trên thuận dưới hòa hơn tất cả, trần gian cõi tạm có gì đâu. Mình nghĩ đến cái trần gian này cõi tạm không có gì thì mình mới buông được. Còn nghĩ mà có gì thì không. Khi mình chưa biết đạo á, mình đến chùa mình thắp nhang mình cầu nguyện Phật trời thánh thần ban cho mình cái này cái nọ, đúng không nè, xin cho mình được cái này cái nọ. Thậm chí có nhiều người ngụy biện nói thôi giờ con không xin vật chất gì hết, con xin cho con được sức khỏe, ít có bệnh tật, được sống lâu. Không biết sống lâu để làm gì, mình thắc mắc thôi, không biết sống. Bây giờ xin lỗi nha, bây giờ mình tuổi thọ trung bình của con chúng sanh bây giờ là khoảng 70-75 tuổi, ví dụ như vậy theo kinh á, theo kinh Phật chúng tôi được biết á nha, là tính tại thời kỳ Đức Phật mình á, thì chúng sanh á sống cái tuổi trung bình á, tuổi trung bình là 100 tuổi, đó là tuổi trung bình. Có người sống 120, như ngày Ananda ngày sống 120 tuổi đó, đệ tử Đức Phật á, cái gì mà thị giả Đức Phật ngày sống 120 tuổi. Nhưng mà cũng có người thì sớm hơn, tuổi thọ ngắn hơn, nhưng mà cái trung bình ngay thời kỳ Đức Phật á là 100 tuổi. Nhưng mà Đức Phật ngày sống có 80 tuổi, thấy chưa, ngày sống không bằng cái trung bình đó. Tức là cái tuổi trung bình của chúng sanh lúc bấy giờ là được sống 100 tuổi. Và trong kinh nói rằng là cứ như vậy 100 năm nhân loại bị giảm đi 1 tuổi. Lý do, lý do là nhân loại mình á sát sanh nhiều hơn là giữ giới không sát sanh. Con người mình á sát sanh nhiều hơn các loài khác. Quý vị có thử đưa cái tầm mắt mà quan sát nhìn đi. Bây giờ con rắn á, nó được gọi là một con loài động vật độc nhất, có thể là cắn chết người. Nhưng mà nhiều khi một đời của con rắn nó chưa cắn được một người nào, một kiếp của con rắn chưa cắn được người nào. Nhưng mà con người của mình, xin lỗi quý vị, con người một đời không giết biết bao nhiêu là con rắn. Rồi quý vị cứ thử nghĩ đi, mình sát sanh hại vật. Bây giờ mình là người tu không có, nhưng mà mình bị nghiệp chung cái nhân loại. Mình đang nói cái từ là nhân loại mà, là con người mình nè. Trên thế giới bây giờ quý vị nghĩ đi, người ta sát sanh ghê lắm. Người ta đánh bắt không phải như mình ngày xưa mà đi lấy cần câu, câu một ngày một con cá hay con cá đâu. Đó, người ta đánh bắt bằng lưới. Lưới là một lần lưới lên là vài chục con. Riết rồi người ta đánh bắt bằng những cái công nghệ, kỹ thuật. Mà cá mà ngoài biển vào nghe, hàng tấn chứ không có tính bằng con nữa. Đúng không nè? Bây giờ cái gì thứ nào mà có cái cảng cá nào quý vị quen quý vị biết. Mỗi lần mà cá ngoài biển vô là tính tấn thôi mà chứ không có tính con hay ký nữa. Mà nó cứ như vậy. Thì mình được, mình sanh ra trong cái thời kỳ này thì không ít thì nhiều, mặc dù biết là nghiệp ai nấy mang, phước ai nấy hưởng, nhưng mà mình đã có tạo trong nhiều đời nhiều trước cũng sát sanh rồi, cho nên mình mới sanh ra trong cái thời kỳ này để rồi mình bị ảnh hưởng cái nghiệp chung. Chứ nếu không thì cái thời kỳ này không có mặt mình đây, mình ở trên chư thiên á, mình ở trên cho khỏe xuống đi chi thời kỳ này mà đâu mà nó sát sanh quá nhỉ. Chính vì như vậy cho nên 100 năm mình giảm đi một tuổi thọ, đó là cái tuổi thọ chung của con người. Mà từ thời Đức Phật tới ngày nay đã trải qua 25 lần 100 năm, là 25 thế kỷ, đúng không nào? Một thế kỷ là 100 năm, mà Đức Phật cách đây là hơn 2.500 năm, mà 100 năm là mình giảm đi một tuổi. Cho nên đến thời kỳ này tuổi thọ trung bình của nhân loại chúng ta là 75 tuổi. Được chưa? Nếu người nào mà thương Đức Phật, quý kính Đức Phật, sống theo Đức Phật, tu theo Đức Phật thì mình sống thời kỳ này chừng 55 tuổi tịch là vừa rồi. Vỗ tay cái coi. Không, mình nói đây là mình nói theo cái dạng, phải không? Chí lý phải không? Nếu như thời kỳ này, nếu như mình là con Phật thì Phật sống sao mình sống vậy? Đúng không nè?
Phật ngày xưa thời kỳ Đức Phật là tuổi trung thọ trung bình là 100 năm, 100 tuổi. Nhưng mà ngày sống nhiều, 80, ngày bỏ bớt 20. Mà trong đó có lý do, quý vị biết tại sao không? Có một lý do mà mình nghĩ đến mình càng thương Đức Phật. Tại sao Đức Phật không sống 100, trung bình mà, có thể ngày sống hơn nữa. Như ngài A Nan thị giả của ngài mà ngài sống tới 120 tuổi. Ngài Bắc Cú Lá đó nghe, đại thọ đó, ngài mà để nhất kỳ trường thọ, ngài sống tới 160 tuổi. Quý vị lật lịch sử của thập đại đệ tử Đức Phật ra xem đi, cái vị mà để nhất về tuổi thọ trong thời kỳ Đức Phật, có những vị họ để nhất về thần thông, để nhất về trí tuệ, để nhất về thiên nhãn, mà để nhất về tuổi thọ là ngài Bắc Cú Lá. Ngài sống maximum của ngài là 160 tuổi. Ngài A Nan thị giả kề cận bên Đức Phật, ngài sống nhiêu? 120 tuổi. Mà Đức Phật ngài sống nhiêu? 80. Đó. Thấy chưa? Bây giờ này, mình tu theo Phật thì bây giờ cái tuổi trung bình của mình là 70, 15, thôi mình sống 55 tuổi thôi. Thấy chưa? Đây xin hỏi ai trên 55 đâu? Rồi. Quá dữ lắm rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy mình ham sống sợ chết chưa? Mà biết sống thì phải làm cái gì? Chật đất. Đúng không? Hao cơm tốn nước. Ăn rồi làm gì đâu, cái tuổi này là tuổi ăn rồi chật đất chật nhà thôi chứ làm gì? Thấy không nè? Cho nên là đúng của mình đó, nếu mình suy ra đó nghe, mình học Phật mà thì mình phải hành theo lời Phật. Cho nên buông bớt đi, kể cả buông cả cái tuổi thọ cũng cần phải sống lâu. Ta nói sống dài hay ngắn không có quan trọng, mà sống như thế nào mới là quan trọng. Sống thêm 10 năm nữa mà sân si tối ngày sáng đêm được cái gì? Thấy không? Sống 10 năm nữa mà chịu tu tập, chịu bớt tham, bớt sân, bớt si thì đỡ. Cái địa cầu của mình đó nghe, nếu mà nhìn theo cái vị chư thiên ở trên trời đó, nghe cái này nó hay lắm nè. Tại sao thời kỳ Đức Phật mà các vị chư thiên, nhất là vua trời Đế Thích, các vị tứ đại thiên vương mà xuống nghe Đức Phật thuyết pháp á, toàn là các ngài xuống vào canh khuya không, canh ba không? Tại sao vậy? Là bởi vì các ngài sợ cái nóng của địa cầu này. Mà ngài sợ cái nóng này là nóng cái gì? Là sợ cái lửa, mà lửa tham sân si trong mỗi con người chúng ta nè, nóng lắm. Giống như bây giờ cái nhiệt độ trong cơ thể của mỗi con người chúng ta là 37 độ. Bây giờ mình ở trong một cái nhà, 10 người, mỗi người 37 độ, mà ở trong một cái nhà kính là nhiệt độ tăng lên là 38, 39 độ. Đó là mình nói theo hiện tượng vật lý nghe. Còn nói theo hiện tượng tâm lý mà trong một cái nhóm người này chỉ cần một người sân si thôi, thấy nực nội lắm. Thấy nó mệt ở trong nhà quý vị, thấy có ai mà sân si quý vị thấy mệt lắm. Cái mặt lúc nào cũng hầm hầm, lúc nào cũng giận giận dữ dữ, lúc nào cũng phiền não, mệt lắm. Thì chư thiên á, họ sợ nhất là cái nóng của phiền não, cái nóng của tham sân si. Vì có lý lắm quý vị, không phải không có lý. Mình nói về phương diện tâm lý một chút. Vật lý thì mình nói, ủa cái nóng gì đâu, tôi giận kể tôi. Nhưng mà quý vị có cảm nhận được mình gần ngồi cái người mà giận mình thấy mệt không? Thấy mệt lắm, thấy đổ mồ hôi vô nhà mà thấy trong nhà có người họ giận, họ nổi khùng, họ điên lên, sân lên mình mệt lắm. Thì Đức Phật có một lần ngày ví dụ, cái lửa dưới địa ngục á, mà chúng sanh mà trải nghiệm ở dưới á, bị thiêu đốt ở dưới á, mà so với cái lửa thường mà mình ở trên trần gian này á, mình nấu nước, nấu ăn mà cháy nhà, cháy cửa, cái lửa bình thường của nhân loại mình á, mà cái lửa địa ngục đó mà đem so với cái lửa thường đó nghe, thì cái lửa thường nó nóng gấp 1/32.000 lần. Địa ngục nóng ghê vậy đó. Nóng đến mức độ mà mình rơi vô cái địa ngục là mình coi như là mình chết chín chắc. Nó nóng hơn cả cái lửa bình thường mình nấu ăn 1/32.000 lần. Nhưng mà Đức Phật ngài giải tiếp, cái lửa địa ngục đó mà đem so với cái lửa tham sân si của mình, cái lửa tham sân si trong lòng của mỗi người, thì cái lửa phiền não tham sân si này nó nóng gấp 1/32.000 lần lửa địa ngục. Như vậy vị chi ra cái lửa phiền não tham sân si của mình mà so với cái lửa thường đó nghe, thì nó nóng gấp 1/32.000 lần. Mà một người mà cái sân si vậy thì nó nóng dữ lắm. Cho nên chư thiên mới lựa vào canh khuya. Biết chi không? Đợi mình ngủ hết đi, không có giận hờn, không có sân si gì hết, thì mấy ông mới xuống nổi.
Chứ mình thức dậy là tham sân si, tham sân si. Mà mỗi người tham sân si, mỗi người tham sân si, đây là cái ngôi nhà lửa. Cái ngôi nhà tam giới này gọi là ngôi nhà lửa. Nó đang đốt mình, nó đốt những cái người kế bên mình, nó đốt bản thân mình, đốt những người kế bên mình. Cho nên Đức Phật còn nói là tam giới này là một cái ngôi nhà lửa mà nó đang cháy. Thì mình phải làm sao thoát ra khỏi cái tam, cái ngôi nhà lửa này. Mình ngộ lắm. Hãy tham sân si cái ai chiều chuộng ngọt ngọt chút cái mát bớt lại chút. Đó. Hãy mà mình cầu tài, cầu lợi, cầu tiền, cầu bạc, không được cái tham sân si mà được cái vui chút. Thấy không? Là danh cũng vậy. Hãy ai khen mình, trời ơi lúc này nghe, chị này người ta biết nhiều lắm á, người ta nhìn chị ta thích lắm á, nổi tiếng lắm á, những vị sư gì đó, sư lúc này sẽ thuyết pháp nghe, nhiều người biết lắm nghe, cái tự nhiên cái mình vui chút. À, danh mà. Thì cái vui này nó cũng giống như thế này nè. Mình đang ở trong cái nhà, nghe cho kỹ nghe, mình đang ở trong cái nhà đang cháy, nhà bếp nó đang cháy, cái mình chạy đến nhà trên, mình trốn, mình tưởng mình ngon, chút xíu lửa cháy lên cũng chết. Còn người khôn hơn nữa, chui vô cái lu nước, nghĩ là mát rồi, chút xíu nó cháy hết cái nhà, nó cái lu nước nó sôi lên mình cũng chết. Tức là ý nói rằng ở trong tam giới này, dù cho có lợi, có lộc, có danh, có vị gì trước sau gì cũng chết. À, cho nên mới nói một câu là nghèo cũng chết, mà giàu cũng chết, xấu cũng chết, mà đẹp cũng chết, già cũng chết, mà trẻ cũng chết. À, trước sau gì cũng chết. Quá đúng phải không nè. Trước sau cũng chết. Mà nó thật sự nó như vậy. Mấy vị biết cái khổ của chúng sinh đó, Phật dạy. Cái khổ thứ nhất gọi là khổ khổ. Là một ý nói những người nghèo, những người thiếu phước thì họ khổ. Bây giờ nó có cái khổ thứ hai là hoại khổ. Là muốn nói những cái người họ có phước, có của cải, sắc đẹp, có danh lợi, danh vọng, quyền chức vân vân. Nhưng mà rồi họ cũng chết. Lý do là họ cũng khổ là vì sao? Vì cái đó nó hoại đi. Cái sắc diện nó hoại đi. Cái của cải nó mất đi. Cái địa vị quyền chức nó cũng thay đổi. Thì lúc đó đó nó xuất hiện cái khổ. Tự nhiên mình đang hạnh phúc, gia đình đang ấm no hạnh phúc, chồng con đề huề, vợ chồng thương nhau, con cái hiếu thảo, đùng một cái ông chồng sanh tật, mà ông vô thường mà nó thay đổi, tâm tánh ông thay đổi. Thế là ông lại ở ngoài có bà này bà kia, của cải ông đem ông chi tiêu tầm tà lao tùm lum tà la, cái đó, vài năm sau sạt nghiệp, gia đình đổ vỡ, người mỗi ngã, con cái leo nhau nhóc nhóc, xuất hiện cái khổ. Cái đó gọi là Phật gọi là gì? Vô thường, nó thay đổi. Đâu ai mà giàu ba họ, đúng không nè? Đâu ai khó ba đời, cái đó mới gọi là vô thường. Mà mỗi lần nó xuất hiện cái vô thường thì gọi là cái hoại khổ. Hoại đi niềm vui, hoại đi hạnh phúc, hoại đi những cái điều kiện làm cho mình vui, thì nó xuất hiện cái khổ. Thì cái khổ này và cái khổ trước nó y chang nhau. Cái khổ của lúc mình không có gì là khổ. Nhưng mà cái khổ thứ hai là gì? Có mà mất đi đó nghe. Nó khổ. Thì hai cái khổ này theo Đức Phật dạy nó là chung mà đều là khổ. Nhưng mà đối với con người chúng ta là không biết cái khổ nào lớn hơn cái khổ nào. Vì ông bà mình có một câu là khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đau. Mình đang thà thôi cho tôi khổ từ nhỏ lớn đi, tự nhiên cho tôi sướng chi, bây giờ cho tôi khổ, thì cái khổ này nó có thể là lớn hơn cả cái khổ trước. Nhưng mà cái thứ ba đó là cái hành khổ. Hành là gì? Là cái pháp hành, cái pháp sanh diệt của cuộc đời này. Đức Phật ngài dạy cái bản chất của pháp hữu vi là sanh diệt. Trên cuộc đời này không có cái gì mà nó trường tồn vĩnh cửu hết, nó chịu ảnh hưởng cái luật gọi là pháp hữu vi sanh diệt. Mà mình thì lại bị lệ thuộc vô cái pháp đó. Hiểu cái chữ lệ thuộc không? Tức là trước đây mình cũng đâu có đâu. Khi mình có cái nó mất cái buộc. Đó nó lạ vậy đó. À,
sanh chẳng mang đến đúng không, chết chẳng mang đi đúng không, chào đời thì hai tay trắng mà lìa đời thì trắng hai tài. Rồi chỉ có nghiệp kiếp này còn vương vấn kiếp sau, sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác thì quả báo muôn đời sao. Là mình ở đây là mình thực sự là mình sống bằng tâm tham, mình giả bộ ngọt ngào đúng không? Để mình mưu cầu vật chất, mình mưu cầu cuộc sống, mình làm ăn mà mình cũng giả bộ ngọt ngào với khách hàng không chứ. Mình sống bằng tham xong chứ sống bằng sân cái gì? Mình đâu có từ bi gì đâu. Thấy không nè, mình nói là tôi thương bà khách hàng đó lắm, là thật sự cái bà khách hàng đó mang lấy lợi lộc cho mình. Mà cái người mà không mang lợi lộc cho mình coi mình ghét thấy mù nổi. Như vậy thì mình có từ bi không? Từ bi Đức Phật thì không phải như vậy. Từ bi Đức Phật là gì? Ban vui cứu khổ đến muôn loài. Tức là cái người mà khen Đức Phật ngài cũng thương, mà cái người chê Đức Phật ngài cũng thương. Đúng không? Mới gọi là từ bi. Khen chê phỉ báng mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải điều. Mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng rải điều chúng sinh. Cái lòng từ bi của mình nó phải giống như là mưa trời vậy đó. Nó không có phân biệt thành phố hay nông thôn. Mình là phân biệt à. Thành phố giàu giàu mình mưa đi, mà nông thôn nó nghèo sát kiếp nó khỏi mưa cho nó chết luôn. Mình là phân biệt, nhưng mà Đức Phật thì... Cho nên ngài mới ái chúng sanh như ái tử, ngài thương chúng sanh như là thương con, mà người nào cũng thương. Già, trẻ, bé, lớn, nam, phụ, lão, ấu, đẹp, xấu, đen, trắng, giàu, nghèo, cái thứ gì ngài cũng thương. Còn mình không có. Đẹp mới thương à, xấu xấu ai thương. Mãi xấu là phải giàu nha. Xấu mà nghèo thôi thôi, khỏi thương luôn. Cho nên mới chỉ có cái lòng của cha mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn ở ngoài kia, người ta thương con có điều kiện, cho nên mới gọi là cha mẹ mới có lòng từ bi với con cái. Giống như Đức Phật có lòng từ bi với chúng sinh, thì bản thân chúng tôi cũng vậy nè. Chúng tôi nhìn xuống đây nè, nói thật xin lỗi, nếu mà nhìn bằng cái tâm từ bi thì phải thương hết nha. Còn nhìn bằng cái tâm mà tham á, không có thương hết. Ai đẹp đẹp thương, đẹp đẹp thương. Mình nhìn xuống đây hên quá, không ai đẹp hết. Hên cho sư quá hôm nay đó, đó rõ ràng thấy không. Mà hôm nay mình thấy cái đạo tràng của chúng ta đó, xin lỗi chứ toàn là U60 hết, thấy không? U60, U70 không à, là trên cái tuổi trung bình rồi nghe. Bây giờ buông được rồi đó nghe, cái tuổi này mà buông được rồi mình ngộ lắm. Hồi còn nhỏ á, mình chất chứa dành dụm, hỏi làm chi vậy, tuổi già đem ra xài, lo cho tuổi già, tuổi trẻ lo cho tuổi già, mình già rồi có gì xài, ai lo cho mình. Cho nên bây giờ nhỏ mình lo, mình dành dụm chắc chứa là bạn. Nhưng mà khổ có cái thói quen đó, tới già không bỏ. Tới già rồi con cháu mà nó cho tiền mình, nó cho tiền mình rồi cũng không dám xài, cũng để dành tiếp chắc chứa tiếp. Thì sư cũng hỏi, ủa tuổi này rồi còn lo gì nữa, tuổi này để dành sao, để lo tương lai. Trời, trời ơi, tuổi này chỉ có nước tương trao thì có cho tương lai gì nữa mà tương lai. 70 rồi, thấy chưa? Cho nên bây giờ mình phải buông. Buông được cái gì thì gọi là tu cái đó. Tuổi này á nghe, Đức Phật ngài dạy là giống như là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau. Cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xào chết dần. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong. Tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng, dọn lòng lo tu. Vỗ tay. Già nua ngẫm cái hình hài, rừng đau thương có lâu dài được đâu. Mình già nua mình ngẫm cái hình hài mình coi. Người nay như lá vàng khô. Mình nhìn mình á, mình phải nghĩ ra đó là lá vàng.
mà phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong. Quý vị thử cái nhành cây mà lá nó vàng rồi nó phất phơ nữa thì quý vị nó dễ rụng không? Đúng không? Mẹ già như chú chín cây mà, gió lai mẹ rụng. Tuổi mình bây giờ là gì? Phất phơ đứng tựa rồi, đứng tựa cửa mồ diệt vong đó. Mình là mỗi mùa xuân sang á nghe, nghĩa trang gần hơn một đoạn đó. Hiểu câu này không? Con đường đến Bình Hưng Hòa nó gần rồi một chút. Mỗi mùa xuân sang đó, nghĩa trang gần thêm một đoạn. Mà mỗi mùa xuân sang đám tang ta lại thật gần đó. Cái đám tang cho mình đó, nó gần lắm rồi. Cho nên là thấy người chết là biết mình cũng chết. Thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tang vừa khuất qua mau đưa người hôm trước, hôm sau đưa mình. Thân ai cũng án tử hình hết, khác nhau chút đỉnh, thời gian ngắn dài. Quý vị biết cái cửa của tử tù không? Những cái người mà họ mang án tử rồi đó, họ ở chung một cái phòng. Thì cái cửa mà để nhốt mấy cái người mang án tử hình đó, nó chắc lắm. Tại mấy người ăn mát tử hình này phải nhốt cho kỹ à, chứ không họ liều chết họ sót sao. Cho nên cái cửa đó mình cứ tưởng tượng nó bằng sắt mà nó rất là nặng. Mỗi sáng sớm cái ông quản ngục á, cây ngục á, ông kéo cái cửa đó. Mà ông kéo rồi ông nghe cái nó nặng lên. Sắt nó kéo ra và đọc tên người nào là người đó đã đi đó. Và tất cả những người trong đó cũng chuẩn bị ngồi trong cái gì. Chúng ta cứ thử tưởng tượng cái cửa ngục đó như thế nào, thì trần gian chúng ta đang ngồi này y chang như vậy. Y chang như vậy. Cứ mỗi một buổi sáng mở mắt ra thì mình nghe tin người này mất, người kia mất, người nọ ra đi, người nào từ trần, người nào vĩnh biệt, nói chung là có tên. Thì mình cũng phải sẵn sàng, mình là thân ai cũng án tử hình. Tất cả chúng ta đều mang một cái án, đó là cái án tử. Chết chắc. Mà trước hay sau thôi, chờ đọc tên thôi, chứ không ai thoát khỏi cái cửa ngục đó hết. Cho nên đó là hôm nay là chúng tôi tặng cho quý vị một cái món quà, đó là gì? Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ, chữ buồn. Thì hôm nay mình về mình hành này nha. Tu không phải để được một cái gì, tu hoài có được đâu, mà tu để bỏ đi một cái gì. Mà tuổi này mà không bỏ đó nghe, nặng nề lắm. Chúng tôi có một cái hình ảnh, mình tu làm sao giống như là hơi nước. Mình hóa giải cái nước thành hơi nước, thành H2O, để mà bốc hơi lên. Để bốc hơi lên, nó nhẹ. Mà bốc hơi lên thì nó phải nhẹ mới lên được, đúng không nè? Chứ bây giờ quý vị thử nghĩ, mình đổ cái nước ra mà nó chưa biến thành H2O, chưa thành cái hơi nước, làm sao lên được. Mà khi mình đổ cái một cái xô nước ra thì cái nước đó nó đi tìm cái chỗ gì? Chỗ thấp nó chảy xuống. Không tin chúng tôi lát hồi ra thí nghiệm đi. Lấy cái xô nước đổ đại ra ngoài sân. Thì nước đó nó có bản năng là gì? Nó tìm cái chỗ thấp nó chảy xuống. Mình không khéo á, theo cái bản năng của mình đó nghe, là cũng tìm cái cõi nào ở dưới mà chui xuống. Mà cõi dưới là cõi gì? Bốn đường gì? Bốn cõi khổ đó. Là gì? Địa ngục nè, súc sanh nè, tù là đó. Nhưng mà mình tu làm sao là phải nhẹ nhàng đi lên. Mà muốn đi lên thì phải sao? Phải nhẹ, đúng không nè? Không nhẹ sao lên được? Mình tu làm sao mà mình phải biến thành một con chim sẻ, nó bay trên bầu trời, nó mới thanh thoát, nó thánh thiện, nó mới thăng thiên được, nó mới ngắm nhìn. Còn mình tu làm sao mà giống y chang con chim cánh cụt? Nó có bay được không? Quý vị thấy con chim cánh cụt nó có bay không? Có con chim cụt nó bay trời không? Nó cũng mang tiếng là cái tên nó là một loài chim, nhưng mà không bao giờ nó bay lên nói. Vì sao quý vị biết không? Vì cánh nó thì cụt, mà thịt thà của nó thì quá nhiều, không bỏ đi miếng nào hết. Nó cứ ôm vô đó sao mà bay? Nặng nề, lạch bạch. Nó mà nó có cố sức, mà nó có vỗ cánh bay lên đi nữa, thì xin lỗi quý vị, nó cũng cỡ con vịt xiêm thôi, nó cũng không bao giờ nó cất cánh lên được.
mình mang tiếng là một người tu mà chấp nhất quá nhiều, đầu óc nặng nề, suy nghĩ đen tối, phiền não, tham sân si, không có một chút gì mà thánh thiện. Cho nên hôm nay chúng tôi tặng quý vị một cái món quà nhẹ, nhẹ nhàng thôi, đó là chữ, chữ buông. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn, buông giận, buông câu hại người, buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Bây giờ mới vỗ tay, nãy vỗ sớm quá, vỗ sớm quá. Cho nên hôm nay tại sao mình phải có mặt ở đây, nó lạ cái chỗ đó, tại sao mình không ở nhà mà phải có mặt ở chùa Thiên Minh đây? Vì sao quý vị biết không? Vì nó có cái bài hát là vào chùa nghe mõ nghe chuông. Quý vị thấy trong chùa nó mới có mõ có chuông, mà mỗi lần mình nghe tiếng chuông thì nghĩ đến chữ gì? Chữ buông. Nghe nghe đã không? Nghe tiếng chuông cái buông, trời ơi nó nhẹ, mình mới buông cái đó thôi mà nó nhẹ rồi, mà buông thiệt nó còn nhẹ dữ nữa. Không? Nghe tiếng mõ nghe đến chữ gì? Bỏ. Cứ vào chùa nghe một xíu hai tiếng rồi thôi, buông bỏ là lập tâm hồn nó nhẹ nhàng. Mà cái người nào mà hành pháp của Đức Phật buông bỏ thì nó mới nhẹ nghe. Còn vào đây mà nghe tiếng chuông mà không nghĩ đến chữ buông mà nghĩ đến chữ bon, rồi nghe nhà bếp chén bát nồi niêu son chảo nó chen cái bon chen, trời ơi. Bon chen hơn thua. Mà có nhiều người lạ mới vào trong chùa rồi mà cũng còn bon chen đó, mà cái tiếng chuông tiếng mõ dần dần trước mặt vậy mà cũng không buông. Lâu lâu cái là mét sư phụ lâu lâu ấy ngồi than thở than trách móc đủ thứ. Mà vào tới đây rồi đó, có tiếng chuông là nghĩ chữ buông liền giùm sư, nghe tiếng mõ nghĩ tiếng bỏ cho nó khỏe. Mà còn hơn thua rồi bon chen rồi giành giật, đến chùa học được chữ tu đó, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng thì u phiền phủ vây. Đến chùa là để tâm an, mà gặp vài người nữa ngồi than trách đời, ngồi rên than không à. Đến chùa dễ lắm ai ơi, khó là nhặt được thảnh thơi mang về. Vào trong đây mà nghe được cái tiếng chuông thì quý vị thử nghĩ coi, nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần thì mới được, vướng tùm lum hết trơn mà sao được. Cái người mà cái người mà có bỏ đó, có tu á, có thực hành, có ứng dụng mà cái món quà của sư tặng á, thì vào đây là nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần liền, nay gắng lo tu ngày sau sướng thân, tâm hồn sẽ được nhẹ lần, về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui. Đó. Thì như vậy là mình mới đem quà tặng của sư về mới ứng dụng ha. Và tặng quý vị bài hát vào chùa nghe mõ nghe chuông cho nó có không khí sinh động chút đỡ buồn ngủ. Cho một tràng vỗ tay đi. Bài này nghe để tu nghe. Vào chùa có mo có chuồng, khen ai khéo thinh, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô ô con hãy nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con
duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hai ba vào chùa có mơ có chuồng, khi ngài khéo thính ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô con hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, còn nhớ nghe con. Duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hết rồi. Ca lẽ nó khác ca sĩ chỗ đó đó. Ca sĩ ta ca hết mình biết, còn này ca lẽ phải la hết rồi ta mới biết chứ. Như vậy hôm nay mình học được cái chữ gì nè? Chữ buông. Món quà tặng là gì? Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đọc theo. Đạo dạy người chỉ một chữ buông. Hai ba đọc lại. Giống như xe sắp sửa hết xăng vậy. Cái gì biết xe mà sắp hết xăng cái chạy cái sực 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 cái đó. Làm lại hai ba. Chưa ngọt. Còn nặng nề lắm, thấy chưa buông được. Bay chưa lên. Chim nó bay chưa nổi. Giờ làm lại đời dạy ta hai ba. Đây lộn nè. Ngồi trước mà đọc trật lất hết trơn rồi. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Rồi tiếp. Trật lất rồi đó. Đã sai từ cái nút áo đầu tiên rồi. Bây giờ muốn sửa là phải cởi hết ra từng nút ra mà gắn lại. Hai ba đời dạy ta hai ba đọc lại. Bái vậy. Đọc lại lần nữa đi. Đời dạy ta hai ba. Đạo dạy người hai ba. Đó, giờ mới thuộc đó. Làm lại. Đời dạy ta hai ba. Thấy cũng chưa có im lắm. Thôi gần trăm người mà đọc không bằng người nữa. Đọc lại. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Bởi vì mình học ở đời thì mình nắm giữ là mình tham. Mãi tham nhiều thì khổ, khổ nhiều. Còn mình học đạo chữ buông là thấy nó nhẹ. Bởi vì buông thì không có tham. Đúng không? Không tham thì không có tranh giành, không hơn thua. Thì bớt khổ. Khuyên ai hãy sống thật vui. Đừng sầu đừng tuổi bao nhiêu chuyện đời. Trải lòng ra sống với người. Thực hành buông xả lòng vơi cơn buồn. Vì đời nghịch cảnh lễ tuôn. Trầm lưng bể khổ cội nguồn từ đâu. Bởi xưa nghiệp đã gieo trồng, ngày nay thọ báo mà lòng xót xa. Muốn cho mình khỏi khổ xa, gieo nhân hạnh phúc cho ta và người. Mai này quả ngọt tốt tươi, thì chân hạnh phúc sáng ngời bên ta. Vì tham lam ta đánh mất lương tâm. Đúng.
Tất cả chúng ta mất đi cái lương tâm, lương thiện của mình là vì cái lòng tham, tham lam. Vì sân hận ta quên đường đạo lý. Mà lần mà giận lên quý vị thấy không? Nhớ gì không? Không nhớ gì. Cái lửa sân mà nó đốt nó thiêu một cái cháy cả đám rừng. Mà khi nó cháy rồi, khi nó cháy rụi rồi nó mới ngồi. Người mình giận lên rồi là đừng có nói đạo lý nghe. Cỡ nào mình cũng càng quét hết. Thỏa mãn cho cái sự sân hận của mình. Lửa sân đốt cả rừng công đức. Không biết từ đâu là mình có cái bệnh hay sân si dữ lắm. Vì si mê ta quay cuồng tạo nghiệp, và thế rồi ta khổ mãi không thôi. Đọc theo. Vì tham lam ta đánh mất lương tâm. Vì sân hận ta quên đường đạo lý. Vì si mê ta quay cuồng tạo nghiệp, và thế rồi ta khổ mãi khôn thôi. Đó. Khổ hay là bất khổ? Khổ không. Là vì tham, vì sân, vì si. Vì ba cái này nè, vì ba cái lửa phiền não này nè mà mình khổ hoài. Đó, cho nên hôm nay mình phải buông bớt để mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Vì mình tranh giành cho nên mình dễ tham sân si. Còn nếu mình không tranh giành á thì mình không tham si. Nếu bạn thắng thì tôi nhường cho bạn thắng. Nếu bạn muốn hơn tôi nhường cho bạn hơn. Thì như vậy mình đâu có bị tham sân si. Chính vì mình tranh giành, mình hơn thua cho nên mình mới sân si. Mà quý vị mà mình sân si đâu phải gì vậy đâu, mình đụng nhầm người khác họ cũng sân si. Thế là cho nên cuộc đời này cứ hận thù diệt hận thù. Đời này không thể có. Chỉ có từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Người kia tức giận nói ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau. Chúng ta phải biết rằng cái cuộc sống của Đức Phật Ngài dạy là nó có ba cái hiện tượng. Đó là gì? Vô thường. Hai là gì? Khổ não. Thứ ba là gì? Vô ngã. Bây giờ trước mắt mình thấy có cái gì là nó trường tồn không? Không có cái gì. Cuộc sống này không gì là mãi mãi. Đời vô thường, được mất thoáng qua thôi. Hãy chấp nhận khi quá khứ qua rồi, bao sầu khổ cho trôi vào quên lãng. Ai đang sống ê chề và chán nản, hãy quyết tâm đi hết đoạn đường đời. Dù cảnh đời ngang trái lệ sầu rơi, hãy vững bước sẽ đến nơi hạnh phúc. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Mình không chọn nụ cười, mà cứ mỗi ngày mình chọn một niềm vui là xin hãy chọn nụ cười. Tiền đâu không? Hãy có tiền mới vui, mới cười. Bây giờ mình lại chọn nụ cười đầu tiên. Cười cho cuộc sống thản nhiên, để tâm thanh thản, bình yên giữa đời. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương. Hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Đời chỉ đẹp. Sao? Khi tình dang dở là chết rồi. Cái đó là đời. Còn mình đạo Phật là gì? Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở. Chứ không có tình dang dở đâu. Biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé mở. Cho nên mình buộc lòng mình phải vào chùa. Những việc làm của chúng ta ngày trước á là thước đo của ngày sau đó, nhân quả mà. Những việc làm của chúng ta ngày trước làm những gì thì là cái thước đo của ngày sau. Những tổn thất và nỗi đau sẽ là pháp màu để ta tỉnh ngộ. Cái người tu á, mình không có sợ thuận hay nghịch cảnh. Còn người chưa tu họ thích nghịch, họ thích thuận cảnh lắm, họ sợ nghịch cảnh lắm. Còn mình á, là cái người tu rồi thì những cái gì? Những cái thất, những cái tổn thất và khổ đau á, sẽ là pháp màu để cho chúng ta tỉnh ngộ. Nếu không đau khổ lấy gì làm chất liệu nè. Thấy không nè? Không buồn vui sao hiểu chuyện con người. Mình là người tu mình nghĩ như vậy để như vậy, mình không có sợ nghịch cảnh. Có đi qua cơn mưa thì mới biết thương ngày nắng chứ. Nhờ mình dầm mưa thì mới biết thương ngày nắng.
có đi qua trống vắng mới biết cần có nhau chứ. Có trải nghiệm nỗi đau mới biết cần chia sẻ, có âm thầm lặng lẽ thì mới biết quý bạn bè. Có thật sự lắng nghe thì mới hiểu được người khác. Nãy giờ quý vị có thật sự lắng nghe chúng tôi không? Đó mà hiểu giùm đi. Ni trưởng thỉnh đến đây thuyết pháp. Quý vị không chịu cực lắng nghe trên rồi mạnh ngồi người ngó trời ngó đất trên rồi sao thiết. Thấy không? Đó, cho nên hôm nay là sự hiện diện của mình là cũng là một cái lòng từ bi đó. Vì vậy là mình không có sợ nghịch cảnh. Ai là những người con Phật phải thức tỉnh thức thời. Sống trong cơn buồn thận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn hoạn nạn là sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn là sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhập. Mình có cái bệnh là hãy đứng núi này trong núi núi nọ. Thường thì mình không cảm nhận những cái hạnh phúc mình đang có, mà lại thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Mình mong vọng móng không à. Trong cái đó mình bây giờ là quá hạnh phúc, quá sung sướng. Cảm ơn đời đã cho ta sự sống. Mùa dịch vừa qua chết hết trơn, mình còn sống rồi đấy. Thấy không? Phải không nè? Phải cảm ơn đời cho tôi sống, phải vui vẻ lên. Được làm người với đầy đủ lục căn đó. Giờ mắt tai mũi lưỡi đầy đủ hết trơn à. Được yêu thương đồng cảm mỗi khi cần. Chỉ đơn giản là gì? Xin biết đủ, sống đời không sân giận. Mà mình sao? Không biết đủ. Rồi sao? Sân giận tối ngày. Đúng không nè? Bây giờ nhiều đợt dịch bệnh vừa qua là quý vị biết bạn bè mình là những người mà không may là họ về cõi Phật hết trơn rồi, đi hết rồi. Mình bây giờ còn sống là phải cảm ơn còn sống. Quá trời là phước đức, quá trời là may mắn. Một cơn đại dịch nó rảo qua một cái. Cho nên cảm ơn đời đã cho ta sự sống. Được làm người với đầy đủ lục căn, được yêu thương đồng cảm mỗi khi cần. Đơn giản là gì? Bây giờ là gì? Xin biết đủ, bất tham đi. Sống đời không sân giận. Cảm ơn đời đã cho ta lành lặn. Ở ngoài kia bao số phận không may, phải đương đầu với khốn khó từng ngày, họ vẫn sống và cảm ơn sự sống. Cái người mà khốn khổ ngoài đường đó, họ cũng sống. Mình bây giờ như vậy thì mình còn cái gì nữa? Cho nên bây giờ chỉ còn buông bớt mà thôi. Nhiều quá rồi, phải buông bớt. Nhớ nha, bài học hôm nay là chúng tôi tặng quý vị món quà là gì? Chữ gì? Một chữ duy nhất. Một chữ buông. À, đọc theo chúng tôi, chỉ cần một chữ buông thôi. Thì ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu. Buông hờn, buông giận, buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi. Buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta. Chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Chỉ cần một chữ buông thôi, hai ba. Rồi im luôn. Hết đi nè. Đủ rồi đó. Con này nói hay là không cần học nhiều. Một chữ là đủ rồi. Cho nên sư giảng đây cũng đủ rồi. Hết giờ rồi. Đúng tiếng không? Thôi thì hôm nay cũng rất là lâu. Chúng tôi được trở lại về chùa Thiên Minh ha. À, chùa của ni trưởng Như Hà. À, cách đây như trên 3 năm á. À, trước dịch chúng tôi có đến đây giảng. Như nghe ni trưởng nói giảng 3 lần lận á. À, giảng 3 lần luôn á chứ không phải một lần. Lần thứ tư. Cho nên đó là à, hôm nay được trở về chùa Thiên Minh. Mà sao hôm nay trời mà mát quá trời quý vị thấy không? À, đẹp không? Đó, quá trời đẹp ha. Ngồi ở đây một cái không gian, một cái thời gian nó tuyệt vời dễ sợ luôn. À, là chia sẻ Phật pháp với quý vị nó sẽ thoải mái. Một giờ đồng hồ trôi qua rồi thấy nó nhẹ nhàng. À, giống như là cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa vậy đó. Mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian.
dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã hiểu thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình như hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Cho một tràng vỗ tay. Kính thưa ni trưởng cùng chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, ngày hôm nay chánh định được về chùa Thiên Minh chia sẻ Phật pháp với quý vị. Chánh định chỉ tặng cho quý vị một món quà pháp bảo, đó là chữ buồn. Mong rằng chúng ta về tập cái chữ này, tập cả đời cũng không hết. Hãy buông nhiều thì nhẹ nhiều, giống như chúng ta đang gánh nặng trên đôi vai rất nhiều, đi càng ngày càng nặng. Bây giờ mình càng ngày mình buông được cái gì mình buông. Tu là cứ nhớ dùm sư là không phải để được một cái gì, mà là để bỏ một cái gì. Mình xem hôm ngày hôm nay mình bỏ được cái gì không? Bỏ có bỏ bớt tham, bỏ bớt sân, bỏ bớt si không? Nghe cho kỹ nha. Tức là bây giờ chúng ta tu không phải để được nữa, mà cái tuổi này là phải bỏ. Phải bỏ. Cái tuổi trẻ thì họ còn học để họ còn được cái này kia, nhưng mà cái tuổi già này là chúng ta phải bỏ. Bỏ được, bỏ bớt, bỏ tham, bỏ bớt, bỏ sân, bỏ bớt si đi, thì nó sẽ nhẹ người. Thì cảm ơn, rất là tiệm ơn ni trưởng Vô Tông Đức Ni đã cho chánh định một khoảng không gian, thời gian một buổi chiều. Mà sao buổi chiều thường nó nóng nực lắm á, mà hôm nay rất là mát mẻ, gió lồng lộng luôn. Ngồi ở đây như là ngồi trong máy lạnh vậy đó, chắc đây trời thương đó, cho nên mát lắm. Cảm ơn quý vị đã tập trung lắng nghe bài giảng này, để cho chánh định một cái công việc được thành tựu mỹ mãn. Trước khi dứt lời cầu nguyện hồng ban tâm bảo quyền lực chư thiên luôn thì từ gia hộ cho quý vị được dồi dào sức khỏe, thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư.